panorama xi mần nhé các bác nhé. Ở đây thì giới thiệu về hàng nông sản của huyện Xi Mần: chè san tuyết, mật ong, rượu ngô, các món ăn đặc sản nhé, thịt trâu sấy rồi măng khô của huyện Xi Mần. Tại điểm panorama này có thể nghỉ ngơi, có các cái phòng nghỉ luôn tại chỗ nhé, quán ăn đó. Các bác có thể tiến xuống bên dưới vườn đào bên dưới, bây giờ hiện tại đang hơi rộng để check in hình người và bàn tay nhé. Thì ở tại cái điểm panorama của Xi Mần, này thì các bác nhìn được, ngắm được toàn cảnh của huyện Xi Mần luôn, thị trấn Cốc Bài huyện Xi Mần. Khu xa xa điểm cao bên kia là nghĩa trang liệt sĩ này. Đó, cái chỗ này là địa nghĩa trang liệt sĩ, khu vực này là thị trấn Cốc Bài, phòng giáo dục và đào tạo vừa mới chuyển địa điểm lên trên đấy, và ủy ban thị trấn nhé. Quay về toàn bộ khu vực bên này thì tại điểm dưới này là đền Thần Hoàng này, trung tâm hành chính chợ, chợ Cốc Bài. Đó, trung tâm hành chính thì tập trung toàn bộ khu vực này. Ở đây các bác có thể review một con xe sắt để cái bức ảnh rất là đẹp luôn về Xi Mần nhé. Bên kia thì đang mưa này. Bên kia đang mưa. Bên khu xã Tả Nhiều, Chế Là, khu vực Bản Ngò đang mưa, nhưng mà ở đây thì mây đen đang kéo dày đặc nên lại không mưa. Ngược sau này ở đây các bác ngắm được mấy xã của huyện Xi Mần này. Điểm cao cao góc bên này là xã Trị Cà, đỉnh cao núi tiếp theo là xã Xi Mần. Vị trí này là xã Trị Cà, sẽ có một cái cung đường cua rất là đẹp. Bên điểm này là xã Xi Mần, thấp xuống bên dưới một chút là xã Thèn Phàng. Ngược qua điểm khe bên này là xã Trung Thịnh nhé. Đấy, xã Trung Thịnh, cạnh xã Trung Thịnh là xã Thu Tà. Đấy, điểm thu hết Thu Tà thì sang đến Cốc Dế. Trèo ngược sang này là xã Tả Nhiều. Đấy, ngay cái đỉnh này là xã Tả Nhiều. Góc bên kia là xã Chế Là. Đấy, ngược thẳng cái khe dốc đường bên kia là xã Năm Dần. Và quay ngược bên này là xã Bản Ngò. Gần như tất cả các xã, cụm xã ở huyện phía bắc của huyện thì chỉ có xã Nàn Ma và xã Pà Vì Sủ là vị trí này không ngắm được thôi, còn đâu là ngắm được hết. Thì 18 đơn vị hành chính của huyện Xi Mần thì có 3 xã phía nam là không được nhìn thấy ở tại địa điểm này, 2 xã kia là mất đi 5 xã, thì còn 13 xã là tại vị trí này sẽ ngắm được các bác nhé. Thì lên đến với Xi Mần thì mời các bác lên những điểm view trên này nghỉ ngơi ban đêm, buổi sáng dậy thì ngắm Sương Phủ, vào mùa thu ấy, thì Sương Phủ kín luôn toàn bộ vùng thị trấn này. Đấy, rồi từ từ là sương bay thì sẽ lộ ra thị trấn rất là đẹp trong sương, là Xi Mần trong sương. Ngay bây giờ cũng có thể check được đặc điểm khí hậu, thì vùng phía đông bên núi bên kia đối với huyện Xi Mần thì vùng phía đông, rồi là phía đông của huyện Xi Mần thì phía đông một kiểu khí hậu khác. Từ khu trung tâm thị trấn Phải ngược lên xã Nàn Ma và xã Bà Vì Sủ một kiểu khí hậu khác. Quay ngược lên mạn phía bắc gồm trục biên giới 31 km đường biên, là một hệ thống đường biên giới 31 km trải dài từ xã Bà Vì Sủ sang Trí Cà đến xã Xi Mần nhé, và khuất ở đằng sau bên kia là xã Nàn Xỉn sau dãy núi, thì là một kiểu khí hậu khác. Cho nên là đứng tại vị trí này các bác có thể thấy bên kia thì trời mưa nhưng bên này thì tạnh, mặt bên này thì lại rất là quang. Đó, hôm nay em lên trên này đứng thì các bác sẽ nhìn thấy là ngắm được rất nhiều kiểu khí hậu. Nếu như mà bây giờ mà đang giữa trưa nhé thì góc bên này trời nắng chang chang luôn đó, trên phía bắc. Thế nhưng mà sang phía đông trời mưa kìa, trời mưa ngược từ phía đông kéo dài sang đến khu vực Bản Ngò. Đấy, khu Nàn Ma thì đang mây đen nhưng chưa chắc đâu, khu Nàn Ma này phải đến 10 giờ đêm may ra mưa, còn phía nam là trì thì lại không mưa. Phân bố vùng khí hậu của huyện Xi Mần là 4 vùng khí hậu, chia thành phía nam gồm 3 xã là Trì, Quảng Nguyên và Khu Lùng. Khu vực phía đông, khu vực phía bắc và khu vực trung tâm.
bốn kiểu khí hậu nó khác nhau luôn. Tại vị trí ở đây thì các bác có thể ngắm được toàn cảnh luôn và sẽ săn được rất nhiều những kiểu ảnh và từng cái thời điểm và thời khắc khác nhau nhé. Vị trí này của bạn Lý Phương Thiện, Panorama rất là đẹp luôn. Mời các bác đến Xín Mần thì sẽ dừng chân tại đây. Cái điểm dừng chân mà huyện đầu tư thì cua ngay bên dưới, cũng ngang ngang chỗ này, nhưng ngay bên dưới bên kia thì ngắm về khu vực sông Lộng. Tuy nhiên điểm trên này thì sẽ hay hơn, có nhìn rất là rõ trung tâm huyện Xín Mần nhé.